Xin chào tất cả các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mới mình mới làm xong. Đó là một cục sạc laptop Sony, bình thường của nó là ra 19.5V. Bây giờ mình gắn thêm một cái đồng hồ đo, vừa đo vôn vừa đo dòng, gắn thêm một cái VR 5 kilo ohm để chỉnh cho nó ra điện áp bao nhiêu tùy thích các bạn. Từ 0V tới 28V, sau đó điện áp sẽ đưa ra hai cái chân sạc này các bạn ơi. Và từ đây sẽ làm được rất nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng đầu tiên, đó là sạc cho pin. Trong cái pin này là nó gồm có 5 viên pin. Muốn sạc nó có tất cả là 5 pin nối tiếp, thì bây giờ các bạn cần phải có 21V mới sạc được các bạn. Và mình sẽ chỉnh cái này lên 21V các bạn nha. Rồi, bắt đầu sạc thử các bạn. Dây màu dương, màu âm thì màu đen, mà đỏ thì màu dương. Thì các bạn, rồi các bạn thấy nó đang sạc các bạn. 21V, dòng bây giờ là 3.5A. Nếu các bạn dùng để sạc pin cho các cái loại pin cầm tay, giống như là máy khoan cầm tay chẳng hạn, thì các bạn có thể ứng dụng cái phương án này để sạc rất là nhanh. Và các bạn kiểm soát dòng của nó khi nào mà về 0,0,0, tức là nó đầy pin các bạn nha. Bây giờ đây là 5 viên pin, 4 viên pin thì sao? 4 viên pin thì các bạn chỉnh xuống khoảng 18V các bạn nha. Mình giảm xuống các bạn. Ở đây có một con ốc mà mình đã thiết kế sẵn để giảm rất là thoải mái các bạn nha. Bây giờ mình kịp chọn 18 xem sao. Sau một thời gian các bạn làm là các bạn sẽ quen nó. Mình sẽ giảm bớt một viên pin bằng cách là kẹp đằng sau này các bạn nha. Rồi các bạn ơi, dòng sạc bây giờ là 4A các bạn. Thật là tiện lợi phải không các bạn? Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ sạc 3 viên pin 1, 2, 3 này các bạn nha. Và mình sẽ giảm xuống tầm khoảng 12V. Mỗi viên pin tương ứng với là 4.2V các bạn. 3 viên là khi đầy là 12.6. Rồi tạm thời mình để 12.7 nha. Và kẹp 3 viên xem sao. Rồi các bạn, vừa đẹp vừa đúng tầm luôn ha. Bạn nào có cái máy nào mà chỉ có 2 viên pin, tức là tầm khoảng 8V, thì các bạn tiếp tục giảm xuống 8V đi các bạn. Điều này thật là tuyệt vời phải không nào? Rồi mình cho ngang đoạn nha. Và mình kẹp thử 2 viên pin, các bạn thấy này, trong sạc này rất là mạnh mẽ luôn các bạn ấy. Thật là tốt, thật là tiện lợi cho các cái đồng tác sạc pin. Bây giờ pin 2S, 3S, 4S, 5S, các bạn đều có thể sạc được hết và chỉnh. Và các bạn chỉ dùng cái tấm sắt mỏng này chỉnh vào con ốc này là điện áp nó ra tùy ý các bạn nha. Vấn đề sạc này là không cần bó mạch sạc, thì các bạn phải để ý nó là vừa cân bằng. Ví dụ 8,2 các bạn chỉnh 8,2 này, 2 viên thì các bạn chỉnh 8,2. Là khi pin đầy là nó sẽ tự ngưng các bạn. Đấy, 8,2. Pin đầy là dòng sẽ trở về 0,0,0 các bạn nhé. Sau khi làm quen rồi các bạn thấy dễ dàng thôi à, không sao cả. Rồi ứng dụng tiếp theo là không chỉ sạc pin mà nó sẽ có thể cung cấp cho các cái dụng cụ như là đèn led hoặc quạt máy các bạn nha. Rồi các bạn tiếp tục nha. Để thấy nó nhiều ứng dụng khác nhau, bây giờ mình sẽ thắp sáng cái thanh đèn led dài như thế này các bạn.
Bản thân cái thân đèn led này là 12V các bạn, và ở đây có hai thân đang mắc song song với nhau ở cái dây màu đỏ và dây màu trắng này. Bây giờ mình sẽ kẹp điện 12. Sau khi chỉnh điện 12 đúng tâm của cái năng lượng mà cần được cung cấp thì bây giờ mình kẹp vào các bạn nha. Trời ơi, quá sáng luôn các bạn ơi. Sáng rẻ mắt, sáng quá trời sáng luôn các bạn này. Một cái thanh dài như thế này rất tuyệt vời phải không các bạn? Sáng lắm luôn các bạn ơi. Các bạn hãy để ý nha, cái thanh này nó rất là dài các bạn. Dài này. Trong tầm camera này mình phải di chuyển các bạn mới thấy được nhé. Và bây giờ các bạn xem dòng nó tiêu thụ bao nhiêu nào. Dòng các bạn này 1,7A, rất là mạnh mẽ. 11,9, nó không có sụt áp bao nhiêu các bạn nhé. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Nó sáng quá trời sáng. Và tiếp tục các bạn nha. Bây giờ mình thử cung cấp cho cái đèn led dạng cốt led này các bạn, 12V. Trời ơi, quá tuyệt vời. Không thể tả nổi nó sáng cỡ nào. Rất là sáng luôn các bạn. Dòng các bạn thấy nè, gần 4A nè. Gần 4A nha các bạn. Quá mạnh mẽ. Không có sụt áp nhiều nha, 11.8. Rất là nhiều ứng dụng các bạn ơi. Tiếp tục các bạn nha. Cùng lúc ba cái quạt 12V mắc song song, bây giờ cấp điện 12 này cho nó xem sao các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy quá trời mạnh luôn. Các bạn còn nghe tiếng kêu của gió rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Mà dòng chỉ có 0.7A, vốn không có thay đổi 12.0 các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn có cái gì cần cung cấp thì các bạn cứ đem ra dùng các bạn nha. Không có khó khăn gì. Bây giờ cùng một lúc các bạn có thể vừa sạc pin. Sạc pin này vừa cung cấp cho quạt. Các bạn cũng có thể vừa cung cấp cho đèn led. Các bạn muốn gì cũng được. Bây giờ theo ý mình thì các bạn có thể tự làm. Theo mỗi bàn nó khác nhau ha. Bây giờ cho mình giới thiệu một khác về cái này. Trong kênh của mình có rất nhiều video giới thiệu cách làm cục sạc laptop trở thành đa năng sau khi bỏ cái VR vào để chỉnh thoải mái. VR này ráp như thế nào các bạn hãy xem kỹ các cái video tiếp theo các bạn nha. Hoặc là video mình đã có đăng nha. Bây giờ mình nói qua là VR này có 3 chân thì 2 chân ngoài mắc song song với tù lọc nguồn cộng trừ điện áp ra của nó. Còn điểm giữa của VR thì cấu vào chân số 1 của con TL431. Chỉ có vậy thôi là nó chỉnh được liền các bạn. Còn cái đồng hồ này các bạn mua khoảng 15K. Sau đó các bạn mắc theo sơ đồ của nó. Hai sợi dây 19V này ra là các bạn cấu đúng theo sơ đồ hướng dẫn. Rất đơn giản các bạn. Là các bạn sẽ có được một cái sản phẩm ứng ý. Các bạn chú ý là các bạn hãy dùng một cái cục sạc laptop thật mạnh 4A tới 7A thì nó sẽ dùng được nhiều việc hơn các bạn nhé. Thôi, chúc các bạn làm được như thế này thành công hơn và các bạn có thể sạc pin một cách thoải mái. Bạn nào muốn cẩn thận hơn thì nên mua bo mạch sạc pin để lắp pin 4S, 5S, 3S tùy theo ý thích của mình các bạn nha. Ở đây mình chỉ giới thiệu làm thế nào để biến một cái cục sạc điện thoại từ một cái nguồn vốn 19V cố định trở thành một cái nguồn đa năng để làm gì cũng được và trở thành nhiều chức năng hơn, nhiều công dụng hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.